mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm video intro và outro sao cho đẹp mắt mà không không mất một phí gì, có thể tải xuống free, và dù bạn không biết làm về các phần mềm thì bạn cũng có thể làm được một video intro chuyên nghiệp. Vậy làm như nào? Các bạn hãy theo dõi kênh của mình nhé. Nếu thấy video này hay thì like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chuẩn bị làm thôi, let's go. Kênh YouTube của mình, mọi người đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm video intro và outro đẹp mắt mà lại free. Siêu dễ luôn. Các bạn vào trang panjoy.com. Ở đây sẽ có rất nhiều mẫu template có sẵn về video intro, outro, subscribe, các kiểu cho các bạn lựa chọn. Ở mà More Christian sẽ có mục trending này, mục gần đây nhất này, mục top này. Thì các bạn chọn cái video intro nào mà mình thấy hợp thì kích vào nó. Mình sẽ chọn một cái để làm ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ cái này. Mở ra, các bạn bấm vào Open in Clip Maker. Tích vào con mắt này để và tích vào cái nút này để chạy xem thử cái video của intro của người ta. Đấy, cái chỗ do nên này là các bạn sẽ thay tên của mình vào. Đấy, các bạn chỉ cần quan tâm đến công cụ ở bên trái này là công cụ Object và công cụ Download. Object là để thay cái tên, thông tin, logo, tất cả những cái gì mà các bạn muốn thay thì nó sẽ ở cái mục Object này. Ví dụ thay chữ Username này thì đây nó có hai mục Text Username này, thì mình sẽ thay hết thành tên của mình. Sau khi bạn đã điền tên của các bạn vào đây xong thì kích vào chỗ vùng này để cho nó nhập cái dữ liệu của mình sang bên phải. Sau đó các bạn thay tiếp tục tên của mình và kích vào đây để nhập dữ liệu. Chạy thử. Đấy, mình đã thay cả tên của mình vào đây rồi. Ngoài cái mục tên hay tên ra thì các bạn có thể cắt từng cái phông của mình, nó kích vào đây để chọn phông, hoặc là kích vào đây để thì thay cái phông mà bạn muốn chọn mà trong này không có. Kích vào đây thì điện được cái thông số của kích thước của chữ và rất nhiều cái thông số khác ở bên này. Mình khuyên là các bạn nên thay tên, thay phông và thay kích thước của chữ cho to, to và nhỏ theo ý của các bạn thôi. Thì mình có mấy cái text ở đây thì mình sẽ thay hết vào, bởi vì nó tên chữ và cái phần dưới này thì bóng nổi với chữ chính chữ đấy thì mình phải thay tên hết vào. Sau khi các bạn chạy video thấy ok thì các bạn cũng phải download Start Video Render. Thì các bạn sẽ phải ở lại cái trang này để chắc chắn rằng cái trình duyệt này nó chạy hết được cái video mà không bị gián đoạn. Công việc của chúng ta bây giờ chỉ là đợi video render ra từ tạm vẹn thôi. Đấy, sau khi đã render xong các bạn bấm vào download cho video.
tiếp từ một video intro. Free, miễn phí mà vẫn đẹp, vẫn ngon, đủ. Nếu còn điều gì thắc mắc thì mọi người có thể comment vào phía dưới để mình hướng dẫn cụ thể hơn, hoặc là mình sẽ ra một video mới để cho mọi người có thể làm được một video hoàn thiện nhất. Sau đây mình sẽ cho mọi người xem một số video intro mình làm để mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.